Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Black Zombie 2 phiên bản China. Đây, một cái phiên bản mà rất nhiều người bạn kêu thích và kêu mình làm. Cho nên là mình sẽ làm nhiều về cái phiên bản China này. Và đây là một cái map mới hoàn toàn luôn các bạn. Mình mới unlock, mới mở cái map này ra thôi. Thì mình thấy cái map này ở phiên bản Việt Nam mình chưa có, cho nên là thấy hấp dẫn nên mình sẽ làm cho mọi người cùng xem. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi gọi là quậy thôi nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ dắt cái bông ra trồng. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Ngày nào mình cũng làm video mới hết. Rồi mỗi ngày sẽ là một điều thú vị khác. Mong các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video ủng hộ giúp cho mình nha. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của những anh khỉ nè. Các bạn thấy cái thước bản nó quay ghê chưa? Trời, cái thước bản nó một phát là quay như phim Hồng Kông luôn á. Nhắc mà ra hụt cái con này mới được. Thì cái mình gọi là phải tranh thủ lụm những cái bông bông mặt trời này mới được. Không có lụm mấy cái bông mặt trời này là mệt lắm á. Ok, cái con zombie kia nó gần gọi là nó tiến vô nhà mình này. Cái này mình gọi là thất thế một chỗ, đó là không có đồ bảo vệ giống như thứ bản đâu đập mày hả bưởi. Đúng rồi, mày chết, nó vô tới chỗ luôn rồi, tử thần gọi là bóp nguyên tử. Mày hả bưởi, dám ăn hiếp mình hả? Tại thiên chưa gì hết mà dám gọi là kéo cái đàn cái lỗ qua nó dẹp mình các bạn. Tại thiên chưa thể hiện hết bản lĩnh đó mà. Đây, mình sẽ cho những anh bạn tại thiên của mình gọi là quậy bánh sáng luôn. Được rồi, vàng tại thiên của chúng ta đã có một vàng 5 con. Giờ mình sẽ cho mấy cái con đen đứng hai bên để gọi là nó giật điện mấy con này chơi. Còn cái hoa này nằm chính giữa đó, gọi là mình gọi là trang trí rất là đẹp luôn. Ok, cần phải có hai con tại thiên hai bên này để nó bảo vệ cái cục điện này mới được. Cục điện này, đó, các bạn thấy nó giật điện ghê chưa? Cho thêm cái này vô nữa cho nó mạnh nè. Dòng điện bởi cả xì luôn. Rất là ok luôn á. Quá đẹp, quá đẹp. Và cái tem của mình đang hiện rất là ok. Tem này là chắc hết luôn. Bao nhiêu con zombie vô đây là mừng sạch sẽ luôn á. Tém tem. Các bạn xem nè, nó bị điện giật nè. Điện giật kiểu này thì làm sao mà chịu nổi đúng không nào? Giật nhỏ rồi là te tua tơi tả như tờ lá chuối luôn. Ok, xong cái con cuối cùng cũng đã bị giật chết queo. Tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ gọi là quýnh tới cái map tiếp theo xem mà có cái điều gì hấp dẫn đây. Vì cái một cái bông mới nè. Vì cái này, cái game này có một cái đó là mỗi ải hay là mỗi cái màn nó sẽ là một điều mới rất là thú vị luôn. Đây, cái bông mới các bạn ơi. Ok, vô chiến đấu thôi nào. Con chơi gì nữa, con chân chơi gì nữa. Các bạn xem video đừng quên cho mình một like ủng hộ nhé. Con chơi gì nữa. Ok, HNT Channel, một cái tên được nhắc tới khi mà vào quánh một cái map nào đó. Bây giờ thì mình sẽ thay đổi không khí bằng cách cho trái da chuối này ra thể hiện bản lĩnh nha các bạn. Cái chuối này gọi là nó nổ một phát là đùng, tê tua tươi tả luôn á. Ok, cái bông này mới vô là nó chỉ là cái bông nhỏ xíu, từ từ nó bự lên, từ từ nó lớn lên thành cái hoa này. Cái tình hình là mình thấy là bạn Jimmy đâu rồi, bước ra, một mình ta chấp hết. Ở đâu mà nó leo từ cái nóc nhà cái đu dây dướng này nè. Rồi nó té xuống rồi các bạn ơi, không ổn rồi. Mà giá cái súng sáu đồng nó thục nó rồi, thục nó rồi là bánh sáng luôn. Cái súng sáu đồng của mình, cái hoa quả này mình ép cho nó lên level 2 rồi, nó bắn bá đạo luôn các bạn ơi. Mình không nghĩ là nó bắn dữ vậy luôn á. Quá đẹp, quá đẹp. Kết rồi, gọi là mình kết rồi đó. Đây, cho thêm một cây nữa. Súng này. Ok, rồi đủ tiền rồi, cho một em nữa ra đường nào. Na 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 na. Và đây mình sẽ cho các bạn thấy rồi là cái chiêu của nó là sao. Ok, đây đi, chết rồi lộn. Bởi vì khiếp quá các bạn ơi, rồi là mình phải là tốc độ luôn vậy. Cho nó một cái trái bom nguyên tử liền, chứ không một hồi là nó quậy mình bánh sáng luôn á. Bây giờ là thêm mấy con zombie mới nữa, là mấy con zombie này nó leo từ trên, nó nhảy dù xong nó bị dướng cái dù, nó dướng cái dù xong á, leo toàn tan vậy đó. Và bây giờ mình đã được mấy cây rồi,
ba cái dũng khí rồi, ba cái súng sao rồi. Đó, giống bị level 2 ở đâu? Bắn hậu quả level 2 các bạn. Đây, bắn coi nào. Quá đẹp luôn. Hồi đó là rất là tuyệt vời khi mà nó bắn một lần ba đường mà đường nào cũng là nhóc hết. Ok, xong rồi. Khá là đơn giản luôn. Na 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 na. Và tiếp theo là để mình xem hải tiếp theo có điều gì mới nữa đây. Hải số 3. Chúng ta cùng nhau khám phá xem cái điều gì hấp dẫn trong hải số 3 nhé. Lại gặp cái anh bạn gọi là đội cái nồi. Anh bạn này gọi là bá đạo luôn. Ok. Trông chờ điều hấp dẫn. Rồi xem nào. Lần này là sẽ là cái gì đây? Lần này là nó cho mình chọn đồ để quánh thôi các bạn. Chưa cái đá này không biết cái đá nhà này có cái tác dụng gì, gọi là cái đá nào mà chưa gặp nó lần nào luôn. Ok, con này là mới level 1 hả? Nó bắn là con này là nó ném giống như là phi tiêu vậy đó, nó phóng vào đây phóng phi tiêu á. Ok, thấy nó quánh vậy là cũng được, mà bắn là nó có hai viên thua cái con mà đòi nón hậu quả đòi nón. Ok, đây là mình thử cái đá này có tác dụng gì. Cái đá này giống như là trái bơm vậy các bạn. Giống như là cái trái bơm vậy. Nói chung là hai cái cây này nó quýnh là vậy là cũng bá đạo rồi. Còn mấy cái đá này là trái bơm. Đây mình sẽ cho nó giống vô rồi. Cái đá này giống như là nó nổ ra một phát một là mình sẽ còn bị đó. Mày hả bự. Đội nón mà rớt nón luôn. Nó gọi là nó ném mới được. Tấn công nào anh em đâu. Gọi là mấy cái con zombie này nó đang ức hiếp mình các bạn ơi, nó quá đông luôn. Nó kêu ấu 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 ra là bắt đầu nó giống như là càng mà để hú mấy con zombie ra vậy đó. Ok, một hàng chúng ta được 4 con rồi, thiếu 1 con nữa. Nổ mày hửi cho là nổ vô phi thần công luôn nè. Mình gọi là mình cho nó nổ banh sáng luôn nè. Coi đây, đúng đúng đúng. Nổ cái đó nè. Đâu hết trơn à. Này ở đây nữa nè. Xong. Gọi là đúng rồi là 5 cây luôn rồi, 5 cây 5 đường. Ok, cho một cái trái đây nữa nào. Đập đập. Mình phải gọi là tác cái chiêu sức mạnh của cái cây này chứ. Nó bắn laser các bạn ơi, sức mạnh của nó là nó bắn laser. Hãy xem đây. Chiêu. Mục tiêu laser giết 5 con 2 4 5 6. Sẽ còn 2 con còn sống kỳ vậy. Con laser này sao nó bắn kỳ vậy? 2 4 4 con xem đứng hết không? Được 3, 4 con thì giết được 4 con các bạn ơi. Chết rồi. Không có cái gì bảo vệ là cái này nó ăn hết mấy cái cây mình chết luôn á. Nó phải cho bom nổ vậy rồi mới gọi là có cơ hội chứ. Cho mình mấy cây này không mà đồ quýnh rồi nó quýnh mình chết luôn. Ok. Chắc bom rồi mà nã cái gì mới được. Xem đây. Nổ. Đúng. Nổ một phát một là nó chết nó thiêu luôn cái 5 con các bạn. Công nhận cái đá này nó lợi hại thiệt chứ. Coi phim đi, giờ mình gọi là mình coi phim chậm đi. Còn anh bạn này gọi là đang bị giết từ từ. Còn hai cái chân lết lết cuối cùng là gục ngã xuống. Thôi mình cho trái bom đi cho nó đẹp. Chưa kịp bấm vô cho trái bom là nó hết rồi. Mình giác trái nguyên tử mình chọi xuống. Nó gọi là thấy trời xanh gió lạnh đó mà. Nhưng mà không kịp là nó hết rồi. Na 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 na. Bây giờ mình sẽ vào mình mua vài cái rương vàng. Ôi kim cương mua khoảng dần dãy luôn, xem có cái con gì mới không nha các bạn. Mình sẽ tìm mấy cái con mới làm cho các bạn xem. Ok. Xem nào. Úng bà là có cái con gì mới xuất hiện. Không ra mấy con này có rồi. Ui mấy con này có rồi. Có con gì mới không nào. Con này cũng có rồi các bạn ơi. Mình mở nhiều quá cho nên nó là con này có rồi luôn. Con này chỉ là phun cái cục, gọi là cái cục gì độc ra để dính mấy con zombie thôi chứ chưa có gì gọi là căng thẳng hết. Ok. Con khỉ này có rồi. Có cái gì mới hơn không nào? Đang gọi là mình đang tìm có cái gì nào. Cái gì? Con này có rồi luôn, mới lãnh rồi. Ông già này có rồi luôn, ông già này là ông già màu xanh. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ mở thêm một cái rương nữa thôi nha các bạn. Mình không có mở nhiều nữa, mình mở 3 cái thôi. Ok, và đây là có một cái mới này các bạn. Đây, còn một cái con hòa mới nè. Ok, và tuyệt vời luôn. Và video sau mình sẽ làm về cái cây này. Đó, hàng mới. Các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Ngày nào mình cũng làm video mới hết. Và mong các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video ủng hộ cho mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.